nay cầu Thăng Long đã hoàn thành thi công lớp USBC và chúng tôi đang tiến hành thảm những cái niên đầu tiên bê tông nhựa. Và theo cái tính toán và kế hoạch đề ra thì khoảng gần cuối tháng 12 là chúng tôi hoàn thành cái lớp bê tông nhựa này. Sau đó thì tiến hành sơn kẻ, gắn đinh phản quang và hoàn thành công tác thi công thì sẽ công tác nghiệm thu để đưa công trình vào khai thác vào đầu tháng 1 2021. Có thể nói là sau khi cấm cầu Thăng Long thì lưu thông trên qua khu vực này cũng lại ảnh hưởng ít nhiều, đặc biệt là khu qua cầu Nhật Tân và đường Võ Chí Công là gây ùn tắc. Thế chúng tôi cũng biết được vấn đề này là cũng là gây cái khó khăn cho người dân trong qua lưu thông, nên do vậy là cái tiến độ thi công cầu Thăng Long phải đảm bảo là đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa cái cầu Thăng Long đưa vào khai thác để kết nối với đường vành đai 3 trên cao mà ban Thăng Long đã vừa rồi hoàn thành. Sau khi hoàn thành cầu Thăng Long đầu tháng 1 thì mọi cái việc giao thông trở lại bình thường và góp phần vào cái phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội.